kẹt các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Qua đầu 1/10 lột xác xương xương đến từ một dân chơi Việt. Cái dòng tay ga tầm trung Honda Vario 1/10 đang là nguồn cảm hứng cho những tay chơi xe thì được cái sự sáng tạo của mình qua những cái bản độc cực kỳ chất theo một cách từ mỗi người để chiếc xe chơi lên nổi bật và thú vị hơn khi xe ở trên phố. Khoét cho mình một bộ tem mang đậm phong cách thể thao khi người chủ lấy điểm nhấn là cách tâm màu xanh kết hợp cùng với một số họa tiết đen là chủ đạo. Bên cạnh là một số món đồ chơi kiển tuy chỉ là hàng 1/1 nhưng phố đi xe cũng rất sắc sảo không kém gì hàng thật. Đầu tiên chúng ta thấy bên cái cụm thắng Rainbow Asset Costa rất đẹp. Nó dùng cái ống dầu trong suốt làm ổ chứa dầu cho bộ cụm tay này. Bộ cụm con thì đến từ Rainbow. Hai món đồ chơi này là hàng phay 1/1. Ngoài ra còn có cụm tăng tốc và cụm đề thì đến từ Domino. Chén chân mình tin chắc làm chóng ngợp người xem với giá trị của nó. Đầu tiên là cái chứa heo dầu Rainbow lực lớn 2 lít để xứng mà chiếc xe đậu này đang sử dụng. Kết hợp với đó là chiếc dầu heo được bấm đầu CC ôm nhẹ nhàng theo cái heo dầu rất đẹp. Phần đĩa thắng là sản phẩm của Rakotec. Hệ thống chơi sau có dùng cây bột Holden phiên bản bình dầu liền nằm dưới được sản xuất dành riêng cái chiếc Vario và lít sử dụng. Tuy nhiên một số dòng như là Vision, S-Sport vẫn thể tận dụng làm đẹp chiếc xe của mình. Hai thả là sự kết hợp cây bột 4 Ross đem đẹp và đẹp quyến rũ hơn cho xe. Mẫu bộ này hiện nay đang được săn tìm rất nhiều bởi những tay chơi Vario S-Sport bởi màn hình là tinh tế đơn giản và giá trị của nó hiện nay trong giới xe buýt là không thể bàn cãi. Vario 1/10 lên cái đĩa FE để gia tăng cái vận tốc cùng lọt đồ chơi hấp dẫn. Các chiếc Vario 1/10 được dưới đây sở chim mình một tiếp bộ đĩa FE giúp gia tăng nội công cho xe và mẻ hơn so với chiếc bình thường. Bên cạnh đó người chủ còn minh lại một số chi tiết đồ chơi để thể hiện độ thẩm mỹ của em ấy. Trang bị cụm thắng CAC cắt và hộp bờ có trọng lượng nhẹ hơn, ngoại hình tinh tế hơn so với những mẫu xe được bán điều chỉnh này. Sản phẩm được sản xuất cho rất nhiều cái dòng xe khác nhau. Và quan trọng nhất bản lề chỉ cần mua là đúng cho xe là thợ tháo lắp tại nhà cũng không cần người thợ kế cháo. Cái dàn đầu của xe được bắt một cái ốp đầu đồ chơi dành cho những chiếc Vario và lít. Bên dưới là một cái chữ V nhỏ nằm trong cái bộ Vario kit chỉ dành cho dòng tay ga này thôi. Chưa dừng lại ở đó người chủ còn đặt thêm một bản tên Titan thay xe đích để bắt vào cái phần mặt nạ giữa của xe. Nhìn xuống trang chân ta thấy ngay cái đĩa kiểu Nissin kết hợp cùng heo dầu 2 lít thì đến từ Thái Lan được rất nhiều em chia sẻ này tin dùng. Dòng heo này được sản xuất rất tiện lợi, sẵn hai loại cho cái đĩa nằm bên trái hoặc phải, đi cùng rất nhiều màu sắc cho em dễ dàng lựa chọn, bố thắng cũng rất dễ tìm mua. Còn đây là bộ phận mà chúng tôi đã nói có cái tên gọi là bộ đĩa FE được gia công bằng cái đĩa CNC rất là mỹ. Trên lý thuyết đối với dòng xe trang bị cái bộ năng lượng này đi vào bồn đốt sẽ có lượng phun xăng mạnh hơn, đều hơn, giúp bứt tốc nhanh hơn. Tuy nhiên do là công nghệ của nước ngoài nên còn thực hư thế nào những dòng xe Việt Nam chỉ có người chủ mới biết được. Ốp bộ e trong suốt được người chủ dùng nhựa PC rất bền, khả năng chống và đập cực cao, không mùi, không gây hại cho sức khỏe của người, chịu nhiệt rất cao. Theo như hãng Simpac đã công bố, sản phẩm còn có chống tia UV làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, không làm ố vàng sau thời gian dài. Món đồ chơi bình chân này có thể lắp vừa trên rất nhiều dòng xe như là B-Shift, Vario và Lít. Cái dàn chân sau có dùng cho mình cây phục VS bình dầu rời, một dòng đồ chơi xứ đến từ Thái Lan, đem lại khả năng giảm sốc êm ái hơn chỉ xe. Cấu tạo của phục cứng cáp hơn nhờ vào ngoại hình lò xo tia phục lớn hơn sẽ gia tăng được cái sức chịu tải của xe lên cao hơn phục xin nhiều lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, tiếp nhớ like và subscribe.